Trời ơi, mới đi cho coi hát mấy bữa về cái nhiễm rồi phải không? Mày làm gì? Dạ. Làm gì? Làm cái gì? Em đi ngựa. Đó, đi lại coi. Tăng 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 tăng. Trời ơi. Nè, nói nghe nè. Bây giờ cô có đi qua bà có chút việc. Một lát nữa đó, nếu mà thầy có thức dậy thì nói em pha cà phê cho thầy uống nha. Em pha cà phê thầy uống hả? Ừ. Em pha cà phê thì sao? Sữa nó có sẵn ở trong cái ly rồi biết không? Dạ. Lấy thêm cái tô. Dạ. Mới chế nước sôi trong cái tô. Mới rộng cái ly cho thiệt nóng. Như vậy sữa nó chín cà phê mới ngon. Con nói thiệt, cô dặn mà con biết được cái gì cho con chết liền đi. Có cái gì không mà là cái ly trong cái tô rồi sữa mới bỏ cái nước sôi vô cái tô hoài à. Trời ơi, thì bây giờ sữa nó có sẵn, bây giờ chế nó sôi trong cái ly nè. Mới lấy thêm cái tô, mới chế nó sôi trong cái tô. Mới rộng cái ly cho thiệt nóng, như vậy sữa chín cà phê mới ngon. Con làm bộ chứ con biết hết. Sao vậy? Giờ con đi đâu? Đi qua bà cái chút việc. Có đi đánh bài. Đừng nói bậy lính bắt chứ. Thôi đi rồi nha. Có đi chừng nào có gì á? Trời ơi thì đi không chuyện, mà chừng nào về thì biết, chừng nào về miễn lo cà phê chồng uống thôi. Con phải biết chứ. Sao vậy? Con ở trong cái nhà này ai đi ra đi vô gì con phải biết. Chẳng con nói chuyện với người ta chứ. Rồi thì đi xế xế về. Dạ. Rồi đi nha. Nó đánh ăn cho chút đỉnh nha. Đi đánh bài chứ không phải qua bà đâu. Có ai trong nhà không cho hỏi thăm chút hen? Cưng cưng. Bé bé. Hỏi nhỏ nhỏ cô là ai? Bộ nhớ cha mày tôi hoài nghi quá. Vào đây, vào đây rồi ngồi đây. Tôi vào báo lại với thầy tôi thức dậy. Ra tiếp ông tức thì. Hỏi chờ lâu lắc gì? Khoan khoan đã, em đừng đi. Anh muốn nói với em này. Anh tới đây á, không muốn gặp thầy em. Anh là thợ bạc làm dây chuyền với cà rá. Anh tới đây á, là gặp cô nhà. Anh không cần gặp thầy. Hay quá vậy ta. Quá hay. Không cần gặp thầy phải không? À, không cần gặp thầy. Gặp cô phải không? Đúng rồi. Là thợ bạc phải không? Anh là thợ bạc. Làm cà rá dây chuyền cho cô phải không? Đúng rồi. Ngồi đó đi. Em lên gặp thưa với thầy. Ê, ê, bậy bậy. Không, anh không có muốn gặp thầy. Anh chỉ muốn gặp cô, em nghe không? Có. Nói rõ hơn đi. Anh muốn gặp cô. Cô, không có muốn gặp thầy. Ngồi đi đi. Em lên nói với thầy. Bậy bậy. Em hiểu rồi. Không gặp thầy mà gặp cô. Đúng rồi, đúng rồi. Anh nói em nghe nghe từ xưa tới giờ nha. Anh đi làm thợ bạc là anh tiếp xúc với nhiều người con gái lắm. Chưa có người nào có những đường cong tuyệt mỹ như em. Đẹp quá em ơi. Trời sinh em ra sao nó đẹp quá em ơi. Nó cong đẹp thiệt luôn á. Mà cái cong ấn tượng nhất á. Là cong gì? Là cái tai đó. Đẹp không có đụng hàng. Em chế giễu em phải không? Nói là em xấu phải không? Ôi, thấy ghét quá trời ơi. Anh nói cho cưng nghe nha. Từ xưa tới giờ anh chưa bao giờ anh gặp ai mà có duyên như em hết trơn. Gặp là cướp luôn. Cái này lạ nữa nè. Cái gì vậy? Từ xưa tới giờ chưa có ai con gái mà khen mà cười sằng sặc như em vậy. Đẹp quá à. À, anh nói cưng nghe nha. Anh là thợ bạc. Đúng rồi. Thấy mặt thợ bạc á biết liền à. Anh vô đây á, cái xong tự nhiên anh
giống như là bị sợi dây tơ hồng nó trói buộc, nó buộc vào cổ của em. Cho nên khen nữa không, khen nữa bà dẹo nữa chóng mặt quá. Thôi kệ, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng ẻm đi. Em ơi. Dạ. Em ơi, đừng ngoắc ngoèo ngoằn ngoèo, thương anh thợ bạc vàng đeo đầy mình. Dạ ơi, chém chết tôi, cái ông này cũng làm, cũng là nghệ sĩ à. Phải không anh? Làm thơ á, anh làm thơ tặng em á. Làm thơ tặng em hả? Nói cho anh biết, em thơ một bụng nè. Hàng gì anh thấy nó bự bự. Đeo. À, đeo, đeo. Anh là thợ bạc ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đeo, đeo. Cái chữ sao đúng hơn? Không phải, anh cái tông á, cái tông á. Anh không biết cái tông. Cái đeo vàng lá, như đeo gông vào cần cổ. Gông đeo rồi biết gỡ sao ra. Hay quá. Nghệ sĩ gặp em còn phải quỳ lại. Một câu thơ thôi mà em ngâm khúc đầu ở Đà Lạt mà khúc sau ở dưới Cà Mau á. Em có em kiểm nhanh. Bây giờ nghe nha, gông đeo rồi biết gỡ sao ra, phải không? Dạ. Gông đeo vào thì bụng nở phình ra, anh về lót ổ cất nhà cưới em. Ê, bộ anh nói em heo hả? Tại sao phải lót ổ rồi em mới đẻ được là sao? Không phải, cái đó là cái câu ông bà mình nói vợ chuẩn bị đẻ gọi là nằm ổ thôi. Chứ em đâu có, em đẹp hơn con heo nhiều. Chăng chơi hoài ta. Không, nói chứ em có cái giọng ngâm rất là giống nghệ sĩ nha. Anh không em biết là thích em thích có... lắm á. Thiệt không? Em thích đi làm nghệ sĩ lắm á. Em thích làm nghệ sĩ lắm hả? Dạ. Anh quen với nghệ sĩ nhiều lắm. Ê, dẫn em đi đi. Thích hát không? Thích lắm á. Hồi... em thích, thích làm vai vai bự á. Nhưng mà em hát có được không? Anh dẫn vô giới thiệu lỡ có gì á, anh mất mặt dữ lắm. Em làm được mà, em là thích làm. Em muốn hát tuồng nào? Hát hát tuồng cái gì đó, tiếng trống gì đó. Tiếng trống, à có tiếng trống mê linh. Đúng rồi. Ủa, vai đó là sẽ anh có cái hộp cho em một cái vai luôn á. Đúng rồi. Tức là cái vai đó là hai bà Trưng ra trận đúng không? Đúng rồi. Đó, em sẽ là một vai rất là lớn trong đó. Vai gì? Không có cái vai nào lớn bằng em. Vai con voi cho bà Trưng cởi được không? Cái tay em sẵn vậy, cái em làm là cái voi vậy đó. Tôi nói cho anh biết nha, không phải vô nhà tôi rồi hỏi cô tôi rồi vô rồi muốn nói tôi thế nào nói nha. Tôi nói thiệt, tôi là phải làm bà Trưng. Được không? Tôi làm bà Trưng chắc. Thôi vậy anh không tin. Giờ nếu em làm được thì anh dẫn em đi. Em làm được, anh làm Tô Định đi. Anh làm Tô Định lúc, em... lúc bà Trưng ra trận gặp Tô Định, chửi Tô Định đó. Rồi rồi rồi, vậy dạ. Là anh làm Tô Định. Anh làm đứng làm Tô Định đi. Này Tô Định. Cái gì là nói nhắc gì? Này Tô Định. Này Tô Định. Ta ta không muốn nhìn nhà ngươi nữa. Hãy cút khỏi nước Nam đó lại khá vậy. Ta không muốn nhìn nhà ngươi nữa. Thằng nhà ngươi hãy cút khỏi nước Nam đi. Tô Định. Ông Tô Định ở đây mà chỉ ở đâu dưới kia. Để ở dưới đó người ta mua vé đó bà ơi. Cái tay á. Cái tay thì thuận, cái tay này chỉ tay này đi. Tay này không thuận. Trời ơi. Nhà ngươi hãy... tình yêu của con người vật quá trời lớn. Rồi chỉ lại. Nhà ngươi hãy cút khỏi nước Nam đi, đừng để ta ta giận lên. Đây mới dính nè. Chỉ thẳng vô đây nè. Đứng làm sao phải canh. Nếu mà mình bị giống vậy thì mình phải canh. Này Tô Định đó vậy. Không chịu quay vậy. Hát không có
có cái bà đào nào mà hát mà đưa cái chảo ra vậy hết trơn hết rồi. Cái chảo này có phải cái chảo bình thường đâu, cái chảo này chảo nhà hàng. Chảo này xào cũng 20 kg lô mì rồi ít. Cái gì kỳ cục vậy? Không có nói giỡn đâu nha. Em diễn thì rất là hay. Anh thích em diễn lắm á. Thích gì đi vô đi chửi tôi không à. Gặp gặp cô tôi đi ra lấy cái này đi. Đi. Không em ơi, em đẹp thiệt. Thôi rồi. Em đẹp thiệt. Anh nói thiệt, chưa bao giờ anh gặp người nào đẹp như em. Nữa. Chết cha thầy ra. Dạ. Dạ Bảy. Dạ. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa thầy, dạ đây là anh thợ bạc. Thợ bạc hả? Dạ. Dạ, chào thầy. Thợ bạc. Thợ bạc. Kiếm tôi làm chi đây? Dạ, dạ. Kiếm. Tôi biểu ơi. Tôi đứng đây chờ em nha. Trời ơi. Phải. Con đi ra ngoài chợ, con mua cho cậu gói cô táp. Con đi mua cô táp ra. Ừ. Nếu không có cô táp con mua bít tô rồi không? Sao mà nhiều chuyện quá cái vậy? Cái gì mà cái sạc rồi vậy? Là ai đó? À, mấy cái thằng quỷ kìa. Phá phá không? Quá cái là phá. Sợ. Kìa. Nhiều chuyện quá, đi mua giùm tôi gói cô táp. Bít tô. Rồi con đi mua. Ở đợi em nha. Em thích rồi đó. Về nhanh nha. Anh kết em rồi đó. Trời đất ơi, đi chưa? Dạ, chào thầy. À, chào chú. Chú dạ. Là thợ bạc hả? Dạ thưa, tôi là thợ bạc. Mời ngồi. Dạ, cảm ơn thầy. Thợ bạc mặt mày cũng được quá. Dạ. À, thưa thầy, hôm nay tôi tới đây là trong ý định của tôi không có muốn gặp thầy. Đến đây không gặp tôi? Dạ. Vậy chứ chú muốn gặp ai? Dạ tôi muốn gặp cô. Tại vì cô dặn là cái chuyện này chỉ có cô với lại tôi biết thôi. Gặp vợ tôi? Dạ. Gặp vợ tôi có chuyện gì vậy? Dạ chuyện này cô dặn không có được nói với ai. Tôi vô đây tôi gặp để tôi giao cho cô nữ trang. Cô đâu cho nói ai đâu. Chuyện gì quan trọng? Giao nữ trang cho vợ tôi. Dạ. Không sao, cứ giao đi cho tôi. Dạ đây. Dạ đây là nữ trang của cô. Nữ trang này của vợ tôi. Dạ. Tôi tưởng gì chứ, trời đất ơi. Cái nữ trang này thì ôi, tôi tưởng đâu là nữ trang quý giá. Chuyện chỗ chừng giờ vợ tôi mới sắm á, đeo cho hợp thời. Ai ngờ sáng da cho thêm mà sáng da đẹp mô quá thang. Một đó qua trí ực khiến tôi thâm phục. Tai ngờ thợ bạc đây ôi có gì đâu mà là hay. Dạ thưa thầy, con nói cho thầy nghe này nè. Thầy nhìn như vậy á, chứ không phải vậy đâu. Thầy nhìn thì nó rất là quen những cái giống món đồ mà thầy mua cho cô. Nhưng mà cái này không phải vậy. Thầy nhìn kỹ lại chút nữa đi rồi em nói cho thầy nghe. Cái gì đâu, thì cái số nữ trang này là tôi mua cho vợ tôi lúc mà hai vợ chồng tôi cưới nhau. Tôi mua cho vợ tôi làm của hồi môn mà. Vậy mới khen cái tay nghề của em. Tay nghề gì? Dạ em nói cho thầy nghe, nếu như em có dâu luôn cả với thầy cũng không qua mắt được. Cái chuyện này là do em bày, cái này là em làm ra chứ đâu phải là của cô đưa đâu. Nè thầy coi kỹ lại cái đồ này mới đợi à. Coi kỹ lại coi, đồ giả đó thầy ơi. Cái gì? Đồ giả. Đồ giả? Đồ của tôi sắm cho vợ tôi là đồ giả? Đâu có. Đồ cô sắm không phải. Đồ sắm là khác, đồ này là em làm. Thì chú làm. Đồ này em mã mà. Vậy còn đồ thiệt đâu? Cầm rồi. Cầm? Dạ. Ai biểu chú cầm? Cô biểu. Vợ tôi biểu chú cầm? Dạ. Cầm để làm cái gì? Dạ cái câu này xin phép cậu. Xin phép thầy. Dạ thầy hỏi cô, chứ cái đó em không biết. Vợ tôi biểu chú cầm. Dạ. Số nữ trang thật. Dạ. Còn biểu chú mạ số nữ trang này. Dạ. Là đồ giả. Dạ.
Vợ tôi biểu cầm bao nhiêu? Dạ 200. Ở đây không phải, phải 2.200. 2.200 xong em luộc lại. Số nữ trang của tôi sắm cho vợ tôi mà cầm chỉ có 2.200 thôi à? Em đâu biết thì bà cầm nhiều, cầm nhiều chứ ai biết nhiều. Có ghi tên họ lại không? Dạ có. Giấy tờ đàng hoàng, trời em làm ăn uy tín. Thấy không? Thợ bạc là thấy biết liền, làm ăn uy tín. Thầy thấy không? Dạ. Vợ tôi cần gấp một số tiền cho nên mới tin cậy bảo với chú là đi cầm số vàng này. Dạ. Vợ tôi có nói là chú phải kín miệng về chuyện này hay dạ không? Dạ đúng, trời bà dặn kỹ lắm. Trời ơi bà dặn là đừng có cho ai biết không. Đừng bao giờ cho ai biết ngoại trừ chỉ có em với cô biết thôi. Mà bữa nay vui quá em cho thầy biết luôn á. Vợ tôi đã dặn chú kỹ là không được cho ai biết. Vậy tại sao chú lại cho tôi biết? Dạ, dạ tại vì em nghĩ thầy là chồng của cô, không lẽ cô có chuyện gì cô đi giấu thầy. Vợ chồng đâu có giấu nhau. Hay lắm, chú lại ông ép lên lợi lắm. Thôi được, bây giờ gì? Thôi cái này em gửi cho thầy luôn đi. Không, em không có gặp cô em. Vợ tôi nhờ chú làm số bạc, số nữ trang giả này. Thì bây giờ chú giao tận tay cho vợ tôi. Còn bây giờ đây, tôi gửi chú ít tiền, chú ra ngoài quán cà phê chú uống và chờ vợ tôi về rồi vợ tôi sẽ nhận số nữ trang này. Dạ dạ dạ. Nhưng mà nhớ, đừng bao giờ nói cho bất cứ một người nào biết về cái chuyện vợ tôi cầm số nữ trang này. Dạ thầy yên tâm đi, trời ơi em có nói ai đâu, cô dặn em từ đầu rồi, em có nói ai đâu, có nói với thầy. Ủa Vinh nói rồi hả? Không sao đâu. Dạ, tôi sẽ giữ kín vợ chồng này. Mà vợ chồng. Thôi cảm ơn thầy nha. Thầy sợp quá. Em đi. Ừ. Em đi nha thầy. Chào chú. Dạ dạ. Hả? Hùng cái hả? Chú kia hùng mà cười sằng sặc thấy quấn vậy trời. Phải. Dạ, dạ 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 em giao cố cho thầy. Dạ chào thầy em đi. Chào cầm số nữ trang. Tại sao lại cầm số nữ trang mà lại giấu tôi? Bảy. Dạ. Bà mày. Không phải. Không mua thuốc nè. Mày hút đi. Bữa nay bị chuột thuốc. Thầy không, thầy không có nhớ một cái chuyện gì nữa hay sao? Thầy cứ suy nghĩ hoài. Đi mua có gói thuốc không mà đi từ sáng tới giờ. Trời ơi, thầy nói sao mà thầy không sợ à? Sợ cái gì? Mới đi có chút xíu, mới đi từ sáng tới giờ. Thôi, cho thầy xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Nói thiệt trong nhà này bực mình nhiều cách. Bảy. Dạ. Muốn nói gì nói à? Từ sáng giờ, bà mày... Chửi đi. Thầy cứ chửi em đi. Gấp ơi, ở đạo mà. Nhưng mà... Linh! Ôi, không gì? Bảy. Chửi hoài hả? Bảy. Dạ. Ba mày. Trời đất ơi con này. Lại biểu coi. Bảy. Đứng đây biểu. Thầy có đi làm không? Mày làm cái gì vậy? Không phải thầy có mày đi làm. Mày le lưỡi mày nhát ma thôi. Không phải thầy có đi làm không? Thầy đi làm đi. Con bây thấy giờ... cà phê rồi. Thấy cà phê gì? Con thấy cà phê thầy uống cô đi rồi cô biểu con thấy á. Mày uống hết đi. Trời ơi. Con thấy một tô. Một tô mày uống hết đi. Ai muốn uống cà phê một tô. Bây giờ nghe thầy dặn nè. Một lát nữa cô về có hỏi á. Thì nói là. Cái gì vậy? Tự kêu kêu uống tô cà phê là chết rồi sao? Có giờ trong nhà này em uống không được cà phê đâu à? Cà phê thì người ta pha một phim thôi mà pha một tô ai mà uống? Cô biểu. Cô biểu mày uống đi. Nữa. Lại đây dặn nè. Nín. Đã xấu rồi mà còn khóc. Nghe thầy dặn. Thì nói đi. Chừng nào cô về? Ai nói gì á? Trời ơi, chuyện hàng xóm mày sao nhiều chuyện quá vậy? Khi nào cô về? Nói với cô là thầy đi công việc, chiều thầy mới về.
Dặn thầy có nhiều cà phê đó mà nói hoài. Con nghe rồi. Nhắc lại coi. Thầy là đi công việc. Ừ. Nói với cô, thầy không uống cà phê, chiều thầy mới về. Dạ. Có nhiều đó, cái chuyện đó nó dễ quá mà. Thầy đi. Khi nào mà cái chuyện gì mà nó bận rộn lắm á, nó nhiều kiểu lắm á, thì mới nhắc lại vậy. Chữ đã rồi cái nói như hiền lắm nha. Mày. Dạ. Mày vô mày tắm luôn lên cái tô cà phê của mày đi. Thấy hiền mà ác ghê không? Cà phê sữa mà kêu tắm kiến nó cắn chết mẹ luôn á. Cuộc đời này nó khổ vậy đó. Cà phê mà tắm hay cái gì mà kêu mà tắm. Nó thiệt hả cháu ơi? Nó riết rồi. Bãi. Cái gì vậy? Cái gì làm gì khóc một lúc lo vậy? Thầy chữ một cái cách không tưởng được. Cái gì? Bây giờ con nói cho cô biết á. Sao? Cô lau nước mắt cái đó. Sao cái chuyện gì mà chửi dữ vậy? Sáng sớm ra ông Miêu kêu con đi mua thuốc. Rồi. Con đi ra mua thuốc. Mua thuốc sao không về hôm nay? Đi mua cái gói thuốc không mà tưởng mày chết luôn qua chợ rồi chứ. Không làm bộ vậy á. Cái ông hiền xuống. Hả mua thuốc gì á? Cái ông nói mua cô táp. Miêu đi vô đi. Thì con muốn nói chuyện chút xíu với cái người yêu con chút à. Ông vừa thấy không có hung được nữa. Con kêu anh không có hỏi. Con nói anh hung em đi. Hả? Tại tại vì lâu lâu cũng khó. Có bộ rồi hả? Phải, cái này mới thôi. Nhưng mà cũng có một cái nụ hôn nồng cháy chứ. Làm cho mình mới nhớ chứ. Còn sao mà tự biết dữ vậy ha? Phải, em nói nghe. Rồi giờ sao? Cái ông chở con. Ông có kêu là ông hỏi cô đâu. Cái con mới vừa nói. Ông tử bà mày á. Quýnh mày chết bà mày á. Con nói trên đời này không có ai mà làm chủ mà chữ cái con nhỏ như thế này. Con nhỏ trung thành mà chữ nó à. Con nói như vậy cái tự nhiên cái ông chữ con. Ông chữ không đuổi con đi. Con nói thiệt con ở đợi nhưng mà con cũng phải có một cái cương vị của người ở đợi chứ. Trời ơi. Con không phải một chữ ai mà chữ đâu. Con cho con đi đi. Con nghĩ con không làm nữa là vì con đã có một chút tình yêu rồi. Thôi, nói cho em nghe là tại vì chắc có lẽ là tại thầy giận đó. Giận thầy thức dậy không có thấy cô rồi thầy giận rồi thầy kiếm em thầy la cho nó đỡ vậy thôi. Thôi đừng. Ủa, có giận. Vậy? Hả? Không có cô kiếm em la cho nó đỡ vậy đó. À. Cuộc đời này nó khốn nạn cho đời của lũ đạn lắm. Cô nói thật. Giận trường quá. Con nói cô nghe bây giờ thôi cho con đi về đi con không ở nữa. Thôi mà, thôi như vậy nè, bây giờ cô cho nghỉ, nghỉ tối nay thôi rồi mai lên làm. Con đi coi hát. Ừ, thì đi coi tối nay thôi. Con đi coi 3 ngày con mới về. Trời đất ơi, rồi ai đâu làm trong chuyện nhà. Cô làm đỡ đi, con đi rồi mai mốt con về nha. Thôi, đi về đi, sáng mai lên, đi. Con nói cho cô biết. Sao? Ở trong nhà này đó, trước khi mình đi mình cũng phải nói những cái lời từ biệt chứ. Trong nhà này đó, cô lo cho con. Cô cháu mình đùm bọc lẫn nhau. Lá lành là đùm lá rách. Lá lách ít đùm lá lách nhiều. Lá lách nhiều đùm 10 không có lá. Mà cô là cái người cứ lo cho cô à. Nếu khi mà cô không lo thì cô không có buồn. Cô lo mà. Giờ mày muốn cái gì, mày nói cái gì mày con đi, con không có về để ở nữa. Thôi tao nói. Có người kìa. Cái gì á? Có người hồi nãy màu trắng giờ màu xanh. Trời ơi kỷ niệm khó quên. Trời khốn. Dạ tôi chào cô. Dạ chứ đừng có buồn tại nhỏ nó khùng biết không? Dạ không, khùng mà có duyên lắm. Tự nhiên em cũng thấy sao xuyến cô à. Hả? Không chừng em có duyên em hốt cái cốt này đó. Trời ơi, gặp tới nữa rồi. Thượng lộ bình an. Kỳ cục cái trời. Rồi. Dạ, đây, đồ của cô đặt đây.
Cô coi coi có đẹp không? Trời ơi, giống y vậy đó. Dạ. Trời ơi, làm không giống hả? Mất uy tín với cô lần sau dám làm. À, rồi cái số đầu đó chú cầm bao nhiêu? Dạ được 2.200. Thì tôi làm cái này hết 200, còn 2.000. Chẳng tròi vậy đó. Dạ chẳng tròi. Dạ đây có giấy phát thuê đây. Dạ. Trời, cô coi. Trời... Dạ đây, dạ 2.000, dạ gửi lại cô. Dạ cái tờ giấy này luôn. Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ. Nha. Nhưng mà nhớ đừng có nói cái chuyện này cho ai biết hết. Cô nha. Yên tâm đi, tôi kính miệng lắm. Dạ. Kính lắm. Dạ, đừng có nói cho ai biết. Không nha. Bao giờ tôi nhiều chuyện hết. Ờ. Cô cứ yên tâm. Thôi, cảm ơn nhiều lắm nha. À, dạ không có chi, lần sau á có chuyện gì cô cứ tới nói tôi. Dạ dạ. Một dạ. Tiếng một là dạ, tôi dạ, làm cho chị. Cô. Dạ, dạ, cảm ơn cô nhớ nhiều. Nha, đừng nói cho ai dạ. biết hết trơn. Thôi tôi về nha. Dạ dạ. Dạ tôi về. Cô. Dạ con chào bà hội đồng. Dạ thưa bà hội con gì ạ? Má. Má ơi, xong hết trơn rồi nè má. Trời ơi. Xong rồi hả con? Giống y nè, đâu mất rồi. Nè đó. Thấy không? Đẹp ghê má. Má làm khổ con phải không con? Không sao đâu má. Đây nè, tiền nè, má cầm đi, nó đưa cho anh Luân. Con cất đi. Má mệt hả? Thôi má vô trong má nằm nghỉ đi. Chừng nào anh Luân đến con gọi má nha. Để rồi má cũng phải nghĩ cách nào đó để chuộc sớm lại cho con. Chứ để như vậy hoài nó không có tốt đâu con ha. Không sao đâu, chồng con không có biết đâu, không có để ý tới đâu. Má vô nghỉ đi nha. Chừng nào anh Luân đến gọi má nha. Đừng có hồi hộp, bình tĩnh nha. Thưa cô Lân. Dạ thưa cô, ba tôi đã xem thơ cho phép tôi sáng nay đến đây để gặp cô. Mà lạ thật, mọi khi tôi đem cá tôi bán cho cô, tôi tỉnh bơ như thường à. Sao bữa nay trong bụng tôi nó cứ phập phồng lo sợ hoài à. Phải chi hồi nãy tôi giác cái cần câu với cái đụng cá tôi ra ruộng cho rồi. Con cô tạo quá
đà nấy lên rồi. Ngày qua ngày cứ lớn lên thôi, dầu mưa gió tôi bời, vẫn một mình chơi vơi. Phải có con bây giờ má nói để cho vừa bụng con nha Luân. Chứ má mà hay biết sớm á, con đâu có ra nông nỗi này vậy Luân. Má, tại má không biết chứ ở xóm này mấy bạn con hả, nó còn tệ hơn con nữa đó má. Mấy đứa nó khác, con khác con à. Khác gì đâu má, cha mẹ nó làm lụng suốt ngày mà không đủ gạo ăn, cho nên nó mới lâm cảnh y như con vậy nè. Bây giờ con có má rồi, má sẽ lo cho con. Má tính vậy nè Luân, con cầm tiền con đem về cho má con. Hai cho con kiếm cách nào tìm phương sinh sống nghe con. Anh, tiền con má cho đó, anh cầm về đi, rồi anh năn nỉ bác Thành nhận số tiền này, rồi tìm cách mà làm ăn sinh sống đi nha anh. Má, ba con biểu con tới đây gặp má thôi hả? Tiền con dám nhận đâu má. Má, dạ thưa cô. Lòng chặt giá mà không yên tâm, niềm đau cô chưa dơi mà nỗi lo mới càng nặng nề chồng chất. Cái tính ba con vượt ngục trở về, má tuổi tuổi mừng mừng đến lệ rơi thấm má. Cái chuyện của con sống sót Luân ơi, mà nghe lòng đau nhói như con vết dao đào đặt sức mau trong tim. Thương cho má con bấy lâu ngắm sầu nuốt tham, chiêu đòn rối tuổi nhục chung lâu lúc. Tuổi già sức yếu trở về quê, nhưng tưởng sẽ trọn vẹn câu thề, chớ bỏ những ngày phú thế cách biệt. Nhưng ai có ngờ đâu, màn trắng xưa bồi ua khói vàng, thêm rêu vô dân sương lạnh. Bạc tâm nợ duyên tan ra, ngày ấy ba con tóc hải còn xanh sau 19 năm nghiệt ngã, nay trở về đây tóc đã phai.
thân già trơ trọi như gốc cổ thụ già cằn cõi với quê hương. Tuy gốc cổ thụ già cằn cõi không sách không hương, vẫn mơ ước nảy lên những chòi non xanh. Gặp ở đây là con thứ đi một bước để xem ba má đã sao hồi thơ trước. Sự thật nào nó cũng vẫn là sự thật con à. Cho dù người ta cố tình che đậy nó, nhưng đến một lúc nào đó khi mọi việc phơi bày ra ánh sáng, những người trong cuộc sẽ cười đau gốc thân. Mai tình mẫu tử thiên liêng cao quý, mà đã chịu nhiều khổ lụy lúc mang thai cho đến khi khai qua nơi nghỉ sanh thành. Đàn ông đi biển có đôi, thân má giữa biển mồ côi một mình. Má không bảo vệ nổi đứa con riêng, đó cũng là một sự tất nhiên không tài nào tránh khỏi. Còn với ba con những bất công ngoài xã hội, 19 năm đâu phải là ít ỏi ngắn ngủi. Ba con về đây là nhắm vào bọn người gây nên tội, chớ không nhắm vào những lầm lỗi riêng tư. Con nói như vậy mà sao con không chịu lấy tiền? Lương ơi, đây chỉ là số tiền nhỏ mọn, nhưng nó là tất cả tâm chân tình của một người vợ muốn chia sẻ vì chồng giữa lúc còn khốn khó lóc đông. Không phải muốn em ý tiền này để che miệng lưỡi của bà con lối xóm, cũng không phải muốn dùng đồng tiền này để mong gột rửa bớt những lỗi lầm vợ. Nhưng lương ơi, có thức khuya mới biết đêm dài, có ở trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Vì gian éo le bao năm liền ám anh, hiện tại đang rối mù như giò tơ gốc chát. Con ơi, nhạc lạc bày kêu sương thảm thiết, người lỡ bước chân là trọn kiếp thước ngã sâu. Anh Lương à, má đã nói hết lời rồi, thôi nhận tiền đi cho má được vui. Cô trách tôi chịu chứ tôi không dám nhận đâu cô. Thôi thì anh hãy cầm tiền này về năn nỉ bác Thành nhận đi. Con cầm tiền này, má có viết cho ba con một bức thơ. Con cầm tiền, con đem bức thơ này về cho ba con giùm má nghe luôn. Má, con lần này mà con từ chối nữa, má cắt lưỡi mà chết cho vừa. Má, con không thương má sao? Anh thương má, mà anh cũng thương ba nữa. Thôi được rồi má, để tôi về tôi hỏi lại ba tôi, chừng nào ba tôi chịu nhận số tiền này tôi sẽ trở lại tôi gặp cô. Sao tiền anh, nè cô, anh không cầm luôn nữa. Thưa cô, tôi về. Thưa má. Thưa má, con về. Lưu.
bố con còn có một bộ đồ này sau lưng. Dạ, con còn cái quần cục nữa má. Hai đứa đợi má một chút. Má đi đâu vậy má? Má đi ra chợ, má mua cho nó ít thước vải. Hai đứa kiếm chuyện gì nói cho vui đi con. Dạ. Cô kêu tôi hả? Em kêu anh bộ anh không nghe hả? Tôi tên Luân đâu phải tên Hai. Không có, em tính vậy nè. Em tính anh lớn anh thứ hai, còn em thứ ba. Từ nay anh đừng có gọi em là cô gì hết. Anh cứ gọi em là Kim Anh hay là em ba cũng được. Dạ. Anh Hai ngồi đi anh Hai. Dạ cô ngồi đi cô. Anh ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi nói chuyện chứ. Ngồi đi. Trời ơi. Hả? Nó êm quá à. Ừ, để nó êm vậy đó. À, anh Hai ơi, anh ngồi đây nghe, để em vô pha cà phê cho anh uống nha. Thôi tôi không biết uống cà phê đâu. Không, để vô pha cà phê cho anh uống. Thôi cô múc cho tôi tô nước mưa được rồi. Không mà, để em pha cà phê cho anh uống mà. Anh uống cà phê đen, cà phê sữa. Thôi sữa để nít nó uống, tôi lớn tôi uống sữa tao cười tôi chết à. Để em pha cà phê sữa cho anh uống nha. À thôi cô ơi, cô múc cho tôi tô nước mưa được rồi. Để tôi nói cô nghe nè. Hãy tôi ra ruộng khác thì uống nước ruộng, mà về nhà khác thì uống nước mưa. Trời ơi, tôi ghét mấy thứ cơm nóng, canh nóng mấy thứ đó. Trời đợi lâu tôi ghét lắm. Em pha cà phê sữa cho anh uống đó. Thôi uống sữa ta cười thì chết. Ai đâu mà cười. Đây có em với anh đâu có hai đồng cười. Uống đi. Uống đi anh Hai. Ngọt ngọt đắng đắng. Ừ thì sữa thì nó ngọt, còn cà phê thì nó hơi đắng đắng vậy đó. Khó uống. Sao anh cười hoài vậy? Hồi nãy má đi má biểu nhà mình phải vui đó. Vui thì anh phải nói chuyện này chuyện nọ mới vui. Chứ anh cười hoài đâu có vui. Cười mới vui chứ. Đâu không ấy thì anh coi anh kể chuyện gì cho em nghe, chuyện đời xưa gì cho em nghe. Tôi đâu có chuyện gì đâu kể. Tối ngày tôi ngoài đồng ngoài ruộng không à. Cô mới có nhiều chuyện vui á. Cô có nhiều chuyện vui cô biết, cô kể tôi nghe đi. Trời em đâu có chuyện gì đâu vui đâu. Hồi nhỏ đó cái ở trong nhà không à. Cái lớn lên rồi cái có chồng cái cũng ở trong nhà không à. Vậy cô có chồng chắc vui lắm, cô kể tôi nghe đi. Thiện đâu có gì đâu vui, anh đã nở ngoài ruộng nhiều chuyện vui lắm, kể cho em nghe đi. Tối ngày tôi ngoài đồng ngoài ruộng lùa trâu với trâu không hà, đâu có gì đâu vui. Nè, anh kể cho em nghe cái bữa mạnh ngồi dưới điện câu cá đó, cái bữa mà em đi ngang đó. À, cái bữa cô chạy xe ngang cái dù đó phải không? Ừ. Bữa đó tôi hát với mấy bạn tôi, đứa hát, đứa làm trâu rồi đứa dưới trâu. Ờ vậy thôi à. Bây giờ cô muốn tôi hát cho cô vui phải không? À vậy hả? Nhưng không được mà tôi, nếu mà tôi hát thì được mà ai đâu làm trâu. Không mấy cô làm trâu đi. Em đâu biết làm trâu. Vậy hả? Tôi làm luôn. Ừ anh làm luôn đi. Anh làm trâu luôn đi cũng được nữa. Hát cho cô vui sao? Dì dầu, dì dầu, dì dầu, dì qua, dì lại, dì trâu vô chuồng rồi trâu lại ra ngoài rồi ta lại dì vô. Ủa sao cô kêu tôi hát cho cô vui mà sao mặt cô buồn quá vậy? Không, em vui lắm, đó anh Hai à. Tôi cũng vui vì hôm nay tôi đi nhìn được mẹ
Và biết em đây. Ủa mà cô Kim Anh ơi, tiền đâu cô có nhiều quá vậy? À tiền này hả? Tiền này là em không có. Tiền này là, nói thật với anh là em với má đó không có tiền riêng, dù 50-30 cũng không có nữa. Ủa mà sao bữa nay má có nhiều quá vậy? Thì anh đừng hỏi em khó nói lắm. Em nói không có được. Tạm của loài cây trùng gửi trên cành. Em đâu ngờ em có một người anh chịu gánh cơ hàng nơi tròi ranh dách lá. Anh hai à, không biết cái thì thôi, biết cái thì anh em mình đã là anh em một mẹ. Vậy thì anh ấy cầm số tiền này, anh đem về mà tìm cách làm ăn sinh sống đi nghe anh hai. Kim Anh ơi, 19 năm qua thời gian dài đắng đằng, giờ đây anh mới hôm nay anh gặp lại má em đây, anh thấy anh càng thương má thương em. Nhưng mà Kim Anh à, dù sao em cũng phải cho anh biết đi, số tiền này ở đâu bữa nay mà má có nhiều quá vậy ha? Anh đừng hỏi em khó nói lắm mà, anh cứ nhận tiền giùm em đi. Nếu em không nói, anh không bao giờ dám nhận số tiền này đâu. Anh hai à, tôi anh hai đừng có hỏi gì hết. Em nói với anh là em nói không được. Anh hai cứ cầm tiền. Kim Anh, nếu mà em không nói ra sự thật, anh đi về, anh không ở lại đây đâu. Khoan anh hai, anh hai đừng đi. Để em nói nè. Hôm em đến đưa thơ cho anh và bảo anh chờ mã trong 3 ngày, nhưng tính ngược tính xuôi cũng không cách nào giải quyết. Cuối cùng em phải cầm bán số nữ trang của chồng em xong và số đồ của má má cho em đeo trong ngày đám cưới. Em mới lấy hộp đá thay thế cho hộp xoàn, còn tất cả số vàng của em đeo tay vào đồ má. Với chồng với chân em đành cam vui ra cho tròn câu quyết nhổ thâm tình. Trời ơi, điều mà tôi không cần, ba tôi không cần, mà lại làm phiền lòng má và đến em. Kim Anh ơi, bây giờ em cầm số tiền này nè, em hãy chuộc lại số nữ trang mà em cầm ta.
đừng để lâu mà sanh chuyện trong gia đình. Cha con tôi không muốn gây phiền hà rắc rối về việc làm gian dối với chồng em. Anh yên tâm đừng ngại cũng đừng lo, việc trong nhà em tu sẽ còn tôi. Nếu chồng em có hỏi thì cũng em xui, vì số cũ mất đi là có đồ mới thay vào. Mang tiền đây em anh nhận là em vui. Thôi tôi không dám nhận đâu. Nghe, chồng em không có biết đâu. Trời ơi, biết em đưa cái này ra làm sao chồng em biết được đồ giả. Nhưng mà trời ơi, không có biết được. Phải đâu. Chồng của cô làm sao biết được đó là đồ giả? Nhưng nó biết cô đã giả dối với nó. Mình ơi, con kịp hai cái đồ gian dâm, dám dắt trai để thông thả tư tình, lại cứ tưởng rằng tôi và ai không biết không hay. Tôi hỏi cô đem đồ đạc đi cầm bán cho người, rồi lấy số bạc để mà cho trai, ôi thật nhục nhã thay. Mình ơi, bớt cơn nóng giận, để rồi em lấy tòa thân chứ sao. Nỗi quan tình mình chưa rõ trắng đen, chuyện gia đình rắc rối kiếm lên. Dạ, dạ tôi xin ông hãy xét lại. Dạ tôi vào đây làm có việc riêng. Thôi đi, chúng mày đã bại lộ, đừng có nói nhiều nữa. Dạ không, mày dám qua mặt tao. Chạy, cái gì vậy? Chạy mau đi, chạy mau. Đưa thay lên cho tao. Đưa đây, đi thay ơi. Mày chạy hả? Chạy. Đồ phản bội. Xin cảm ơn tình cảm của quý vị dành cho các nghệ sĩ trong chiếc đoạn đời cô Lụ. Từ lâu tôi gian em đừng gọi tôi bằng tiếng thầy, nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thầy thấy khó chịu
còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác, thì bụng dạ của thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Anh xin cúi đầu chờ ân huệ, em hãy rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em nhiều khổ đau lần đành, suốt một đời duyên nợ dở dang. Lương tâm thầy cắn rứt chăng? Anh mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Nếu chịu ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình hoặc ba thần tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình ba thần tâm, ba tiếng đó có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, kể từ nay chúng ta âu yếm gọi tên nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng gia thú nhưng cái nghĩa vợ chồng mình sao chứng có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng họ làm sao hiểu được anh với em đã vượt qua khổ gia đình. Là chúng ta nối lại mối tình xưa gian dở. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ. Vừa thi thầy thì sẽ có một người phụ nữ khác là vợ của thầy sẽ khổ đau. Thôi thì hãy để cho tôi cam bề thôi, chiếc tình yêu thuở ban đầu như nước chảy qua cầu. Cả niềm ái ân trọn vẹn, thằng Tâm con của chúng ta nó đã tốt nghiệp ra trường, sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Vợ chồng mình quán hỷ đăng ly, chúc mừng con trong cái buổi thành hôn. Tâm ơi thương con, mẹ xin chị gửi quà cho con trong ngày hôn lễ. Chứ danh nghĩa gì mà mẹ dám nghĩ đến chuyện nâng ly? Em gửi quà gì cho con vậy? Chay mặc áo thiêu hoa còn gian dở, chim quyết ương dịu dàng từng đường kim mũi chỉ. Có trái tim sắc son chờ mong nhịp nhàng, phương trời xa thăm duyên lứa đôi ngẩn ngơ tình chung vậy mà.
mà bao năm qua em cứ thản nhiên như người qua đường xa lạ, trong khi anh ôm mắt anh đang yêu một tổ quê hương em đẹp hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng hờ hững, khiến cho anh đây thêm nát ruột xé lòng. Nguyệt, em hãy cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta nên dành những điều tốt đẹp nhất con. Còn chúng ta? Chúng ta hãy sống như đôi uyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trên sóng dữ. Từ đó, con còn lại một mình đứng mình trước gió, vẫn thang thang ngày ngày đã gào tỏ trên sóng dữ. Nguyệt ơi, đã từ lâu rồi em giấc xuân mỏng từ lẩu cam trong trại, tình cuối chăng nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghe mẹ con xin được có lúc trùng phùng, duyên cán lệ không thể nào sai ngu. Hương xưa đã vỡ làm đôi mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chân trên đời. Quãng đường xa còn thấy hoa thắm thầm xa vời. Thằng tâm nó sẽ thế nào trước chờ đời tăng lời mua danh. Buổi giao thời mới ngủ đuổi thay, mà chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thì nay chúng ta phải giữ cho con thoát khỏi dòng hơn thua bụi bạc. Nguyệt, thằng Tâm, anh lo cho nó không thiếu một thứ gì hết. Em biết không, con của mình nó có hiếu lắm em mà. Anh Minh à, theo tôi thì như vậy vẫn chưa đủ, mà thương con là phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước, ngầm lục trong lớp máu trong riêu cành bà áo tù, mà phải chấp cánh cho nó bay xa. Nó thấy đất rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Hãy nói với nó rằng hiện tình của người dân đang trong một cổ hai trồng, cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là Nguyệt à. Đã từ lâu rồi em cự tuyệt, em xua đuổi anh. Lần này anh xin em cho anh thỉnh thoảng anh em định bước thêm bước nữa với ai à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi ích kỷ thì tốt nhất anh đừng đến đây nữa. Nguyệt.
nghe Nguyệt. Anh về.
chồng liêu á. Đến tôi dính giáp mặt tư á. Đồ á. Cái thành cảm phụng tiên đó cô. Chẳng phụ tình lão hữu tiếp ninh. Xin phờ phụng tiên vào tận trung dinh. Rồi cùng già đây đàm đạo. Tư đồ vào trước, bố nói bất theo sau. Mời ông Hồng. Mời. Mời ông Hầu ngồi. Ô kìa, ông Hầu, sao lão mời là không ngồi mà đứng vòng tay hầu ai vậy? Dạ, bố đứng đây là hầu ngài đó tư đồ. Hầu tôi, có gì đâu mà hầu tôi. Dạ, vì bố đây, ấu ngô ấu dĩ cập ngôn chi ấu. Còn tư đồ, lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão. À. Ngài là đầu râu tóc bạc, đáng bậc cha chú. Còn bố... bố là mày xanh tuổi trẻ, đáng bậc con cháu. Con cháu đứng hầu cha chú có sao đâu tư đồ. Hay lắm, đó gọi là kiến lão đắc tràng. Dạ. Nhưng đã đến đây, lão nghĩ tình đồng liêu mời ông hầu tự nhiên an tọa. Ờ, tư đồ đã nói vậy thì bố xin đáp ạ. Mời ngài. Mời ông hầu dùng chén rượu chơi vui. Kính mời ông hầu. Dạ thưa tư đồ, bố không dám uống. Mà tại sao vậy? Vì bố sợ bạch cúc hồng nhân diện, túy trung tắc xuất ngôn. À, tức là ngài sợ rượu bạch cúc vào lòng sẽ làm cho đỏ mặt, rượu vào lòng sẽ lẫm tiếng nhiều lời. Dạ. Không đâu lữ ông hầu, có câu tử bất túy, nhân nhân tự túy. Quê bất mê chứ nhân dân tự mê đó mà. Có nghĩa là mình sai chứ không phải là rượu sai. Mình mê qua chứ không phải là hoa mê. Dạ. Tư đồ đã nói cạn lời, bố xin dùng cạn chiếc. Mời ông hầu. Mời. Mời ông hầu dùng thêm. Mời tư đồ. Xem tài tướng quân quá trang tài tuân, quái hùng trên thế khó ai dám bì tướng quân. À, văn gồm lận do khó ai đất anh à hùng mà thiên thần á. Tôi có lời kính khen quái hùng trên thế khó ai so bì. Trên đời chỉ có mà thôi có ai thay người tư đồ. Nghe lời phân rất thèn lòng, lời là lời ông mới vừa phân. Nào phải riêng tôi cái thế anh hùng, nhưng rằng trần gian khó ai bì, phò cha ngàn năm dưng an sơn hà. Hey à, hay thì sai bởi hồng đào, mà nhiều lời phân bài nhiều lời mai mía tài tôi. Đâu có. Xin ngài định tâm lúc buông lời, làm cho phụng tiên khó an à lòng. Không không dám đâu buông nào mía mai thập ba người để đồ. Nào ai tài ba hơn người, người tài cao từng trong thành gian. Hời hời chơi cơ gian lưng à, tập cảnh quân thù còn đang hồn mà hiếp kinh à. Người tài giỏi lắm ông hầu cũng tiên ơi. Dạ. Thính trần ngôn rất vừa lòng, lời là dời ông mới vừa phân. Nếu đoàn hùng binh tấn công thành, khiến cho người dân lâm cảnh điều tàn. Ông hầu có nghĩ thế nào? Bố nói thật, nếu giữ phụ sai bố đi trừ thì giới phương thiên quả cấp bố phá. Chuyện lướt sông trần thế, dù tứ sanh già nguy, vì tướng binh ngàn viên thừa. Lưu tiếng danh ngàn năm anh hùng.
cầu tướng quân tuổi trẻ tài cao. Mời tướng quân ngồi. Mời tướng quân ngồi. Dạ mời tướng quân. Dạ đây. Dạ chẳng mấy khi mời tướng quân dùng thêm với lão. Dạ mời. Mời tướng quân. Mời. Dạ mời. Dạ mời tướng quân. Dạ mời thêm. Mời. Dạ mời. Tư đồ. Dạ. Chẳng hay tư đồ mời bố sang đây để. Dạ uống rượu. Uống rượu rồi để. Nói chuyện. Nói chuyện rồi để. Uống rượu. Uống rượu. Nói chuyện. Dạ. Nói chuyện uống rượu. Chán lắm tư đồ ơi. Dạ. Bố bận việc còn phải lo. À. Thôi xin kéo biệt. Hẹn một ngày gần bố cùng tư đồ cùng nhau đối ẩm. À. Kéo biệt. Ông Hầu. Ông Hầu phụ lão. Ông Hầu. Ô xanh chứng lời dài dàng của phần thiên quyền. Mong ơn trên ban nhuận hạnh phúc đào hoa. Về sao còn trở lại? Chắc bỏ quên vật gì phải không? Dạ thưa ngài, bố trở lại đây là phải. Dạ phải, vì phải sao? Tư đồ có lòng mời bố sang đây dự tiệc. Dạ. Chưa mãn tiệc mà bố vội vã ra về. Dạ. Thật là vô lễ. Ồ. Dạ. Tư đồ ơi. Dạ. Bố định ở đây. Dạ ở đây. Mai về cũng được. Tức là uống rượu tiếp rồi mai về cũng được. Dạ. Ồ, hay quá ông Hồng. Dạ mời, dạ mời ông Hồng ngồi. Dạ mời ông Hồng ngồi. Dạ đây, dạ uống. Dạ mời ông Hồng. Dạ mời ông Hồng. Rồi uống ngày mai về cũng được. Dạ mời ông Hồng. Dạ uống tiếp tục. Dạ. Ông Hồng nhìn gì hả? Dạ. Dạ ông Hầu nhìn gì? Nhìn tư đồ. Dạ mặt tôi dính lọ hả? Dạ đâu có. Dạ tôi dính lọ. Dạ đâu có dính lọ gì đâu. Vậy chứ sao ông Hầu nhìn tôi chăm chăm vậy? Tư đồ. Dạ. Tư đồ đẹp quá. Ông Hầu vui tính quá. Già rồi còn đẹp gì nữa. Tư đồ đẹp lão à. Đẹp mà đẹp lão. Dạ. Cảm ơn ông Hầu, cảm ơn ông Hầu. Dạ mời ông Hầu dùng thêm. Tư đồ nè. Dạ dạ. Tư đồ đừng có uống nhiều quá. Lỡ sai rồi ai hầu chuyện với bố đây à. À ông Hầu nghĩ gì cũng đúng. Nhưng lão đã lo xa lắm. Lão biết hôm nay gặp ông Hầu tử lượng ông Hầu cũng khá. Mà lão thì cũng lớn tuổi rồi. Thành lão chuẩn bị sẽ có người thay thế cho lão ra đây để tiếp ông Hầu. Vậy à. Dạ. Chẳng hay người thay thế tư đồ là ai vậy tư đồ? Dạ thưa ông Hầu. Dạ người đó không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Dạ. Vậy chứ lạ gì? Cũng không phải là đàn bà. Không phải đàn bà. Dạ. Cũng không phải đàn ông. Dạ không phải luôn. Không lẽ là à, đừng có hiểu lầm. Nó là con gái. Con gái. Con gái bố đây khoái khoái. Đứa ông mà thích cho thầy là dạ. Thôi được. Đợi đồ ra, đợi đồ kêu nó. Dạ. Điêu thuyền con. Điêu thuyền con. Con ơ điêu thuyền. Dạ. Nhỏ này nó đang mắc lắm.
lắm, mỗi lần kêu phải tiếng thứ ba mà nó dạ dạ phải cỡ đó đó. Dạ, dạ thưa cha, con ứng hầu nghe dài. Dạ biện lễ cho con với con. Dạ. Nè con, hôm nay chẳng mấy thợ có lữ ôn hầu sang đây chơi, con hãy thay cha mà bầu yếu nha con. Dạ thưa cha, lữ ôn hầu là ai vậy cha? Lữ ôn hầu là thằng bố á. Ý, ý thằng bố. Bố. Cha ơi, thằng bố, con sợ nó lắm, nó dữ lắm cha ơi. Bố sợ hả? Dạ. Sợ thằng bố hả? Từ đồ, dạ. Từ đồ. Dạ. Từ đồ làm ơn cho tôi nói nhỏ. Dạ. Từ đồ làm ơn nói tiểu thơ giúp giùm tôi. Dạ. Bố đây á là bố ở trên bờ. Dạ. Chứ không phải bố dưới nước đâu. Bố này hiền khô hà. Dạ tại tôi chưa nói hết câu, bạn gái tôi luôn nghe nó sợ. Là tại vì cái tên Lữ Bố Côn Hầu là thiên hạ đều sợ kiếp đảm. Chạy tức là dập đầu bể trán á mà. Dạ đúng dạ, rồi, dạ, ông nói giúp đó, dùm dạ. Tôi nghe Tư Đồ. Dạ con, cha chưa nói hết lời con lại chận ngang. Nè, thằng bố này không phải thằng bố dưới nước đâu. Không phải bố dưới nước hả cha? Bố này thằng bố ở trên bờ. Thằng bố này tên là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Ờ. Trời ơi, cái tên Lữ Phụng Tiên nghe nó đẹp làm sao cha. Cha cho anh vào ra mắt kiến diện với anh Hùng đó. Dạ, con vâng lời cha chỉ dạy. Dạ, ngưỡng vâng lời dưỡng phụ, lễ ra mắt quý quan. Miễn lễ cho mỹ nhân đó. Đa tạ quý quan. Chắc chết tôi quá. Dạ, trước đây thiếp xin dâng chén tử hầu. Ê, ê, rớt rượu kìa, đổ rượu. Xin lỗi, Li Liên mất cỡ à. Dạ, xin miễn chấp phận hèn bồ liễu. Bớt giận mà. Rồi. Uống đi. Xíu thôi mà. Uống một chút xíu thôi à nha. Xíu thôi à. Cay lắm á. Không sao đâu, thích ăn nhưng mà. Dạ. Dạ. Chút xíu thôi. Xin lỗi, tao không có làm. Không có được vậy nữa nha. Nghe đây phải không? Dạ. Nghe nó hạnh phải trang ăn quả, ngắm dung nhan chẳng kém tiên nha. Thuyền ơi. Dạ. Hả? Ngồi với anh nè. Không có được. Cha mà biết được, cha đánh đồn chứ. Đúng sao, ngồi chút xíu mà làm gì sợ.
sợ cha đánh à? Có sao đâu mà. Nè. Nè. Bố đến đây lấy chữ thật ha. Ai đâu lạ mà nàng hồng e lệ. Em như nhi quê phòng bất xuất ngã. Không hề chi. Em dám đâu vui đùa chân vua. Ta nói không có hề chi. Nay hùng anh đắm say thuyền quyền. Chúng qua câu yên quánh qua đôi. Tung trời ta lướt gió. Chịu không nổi phải không? Chạy ha, dạ, chạy tới chạy lui cho nó mát ha. Dạ nóng quá, chịu không nổi. Tư đồ, dạ. Tư đồ thật là kì, tệ ha. Dạ tệ gì đâu. Trời nóng nực như vậy nè. Dạ. Bố thì không có cây quạt nào. Dạ. Tư đồ cầm tới hai cây quạt lớn à. Dạ đâu có, quạt của tư đồ đây chứ. Dạ quạt của tư đồ. Dạ. Dạ còn kia kìa. Kia kìa. Ủa này đi đâu bậy bạ vậy nè. Dạ của bố á. Dạ của con Hai đây. Dạ. Ủa đi đâu bậy vậy nè. Dạ của ông Hầu sao chú trả lời ông Hầu. Đội ơn tư dạ khoan, nhà trước khi trả lại ông Hầu để tôi dạy nó vài lời. Quạt là vật vô tri vô giác mà ngài dạy sao nó nghe. Dạ vậy chứ nhiều khi nó biết nghe chứ. Quạt ơi, nè nhớ nha, đi đây có tớ có thầy chủ, con ngồi đâu con ngồi đó nghe không con. Đi bậy bạ bị thiên hạ tanh nắm đầu nghe không con. Dạ vậy nó nghe được chứ. Dạ. Dạ, chứ mời ông Hầu ngồi. Dạ, dạ tiếp tục dạ. Dạ, mời ông Hầu. Dạ kính bẩm ông Hầu. Dạ. Chẳng hay con nhỏ vừa rồi nó bồi yến cho ông Hầu. Ông Hầu thấy vừa là dạ không ông Hầu? Tư đồ. Dạ. Người bồi yến rất ư là xứng đáng. Dạ. Thêm giọng ca lãnh lót thật là thích thai. Dạ. Dạ rồi đây bố xin phép với ngài. Dạ sao? Bố ở đây mãi mãi chung vui với ngài cho có bạn. Nếu ông Hầu phân cạn thì té ra lão cu có phước có phần. Dạ được rồi, để lão khu đòi nhỏ nó ra đây tiếp tục bồi yến tướng vương nha. Dạ. Điêu thuyền. Điêu thuyền. Dạ. Mở tử khúc điêu thuyền giúp vui thêm con. Xin vâng lệnh. Tài năng chén sư đạo kinh dân anh hào ơi. Mừng quân tư thuyền quyên cúi đầu sơn giao liếm luôn ông hầu tài cao. Cô em vừa bao nhiêu tuổi xung xanh vừa lên đôi tham. Em có chồng mà hay chưa? Chưa chỉ điều đeo tai. Chưa có chồng mời ông hai hay hai. Vậy tờ hồng khéo xe sắp cầm bên nhau chuyện chúng ma mà. Ổng quậy cho mày.
Hiền ơi. Dạ. Hiền à. Dạ. Cho anh ôm cái nha. Không được. Ôm cái đi. Không có được. Xíu thôi mà. Không có được. Không cho tao ôm đại à. Ý. Hả? Hả? Tao ôm á. Cái ngày gì mà bị đụng hoài trời. Dạ ơi. Ủa ông Hồng. Đẹp. Ông Hồng ông đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá là đẹp. Dạ đẹp gì. Dạ. Dạ, dạ. Gì đẹp. Dạ dinh thự của ngài thật là đẹp. Dạ. Lối kiến trúc rất là đẹp. Dạ đẹp. Kiến trúc dạ, sao. Dạ thợ vẽ cũng rất là khéo tay. Dạ. Vẽ sen le tùng lộc thật đẹp thay. Dạ. Vẽ cúc trúc mai lan thật là xảo thủ. Đẹp lắm đó ngài. Dạ không có đâu. Tại ông Hồng khen vậy chứ thợ vẽ nó vẽ chưa đủ đâu. Sen le tùng lộc tức là con lộc nó đứng dưới cây tùng mà nó gấp rút nó về Tết quá đi, thành thử lão bảo nó vẽ con nai mà nó quên vẽ gừng vẽ gạt, thành thử ra không có sừng, thành con dê đó chứ. Dê. Dạ đâu phải. Dạ, con dê. Nai mà ngài. Dê. Con dê hả? Dạ. Con nai á thì có sừng có gạt như vậy nè, còn con dê á có hàm đâu dưới vậy nè. Dê có hàm râu dưới vậy. Mà dê có hàm râu dưới là dê cha, còn dê không có râu là dê con. Mà dê nào cũng dê hết á. Dạ mời. Dạ ông mời, Hồng, mời. Đánh quá. Mời ông Hồng ngồi. Dạ Tư Đồ. Dạ. Chẳng hay người Bồ Yến lúc nãy là con cái nhà ai vậy thưa Tư Đồ? Dạ nhỏ Bồ Yến lúc nãy à. Dạ. Dạ nhỏ này nó lạ lắm. Dạ khi nó buồn nó gọi lão bằng cha, còn nó vui nó kêu già bằng tía. Nói vậy là con của ngài sao tía? Ông Hầu vui quá, ông Hầu giỡn rồi. Tư Đồ. Dạ. Xem lệnh ái điều đương thắm lá, nhóm tiểu thơ mai hải còn xanh. Đã có nơi nào chỉ đỏ treo tay, hay còn hải đài xuân kính cửa? Dạ bẩm ông Hầu, ngọc tốt còn đợi giá, chim lành hải chọn cây. Rạng đài gương chưa chẻ vẽ mài, lão treo bình tước chờ người buông đạn ngọc nữa chứ. Mai thai, mai thai. Ô, mai là mai sao? Mai có nghĩa là bố với bố như là chư sĩ tử. Còn con của ngài như bình tước treo lên. Tư Đồ đây là quan giám khảo giữa võ trường. Bố đến trước, bố xả bình tước trước. Đó là mai cho bố đó thưa ngài. Tức là vậy ông Hầu nói rằng ông Hầu đã thấy con gái tôi, ông Hầu thương à? Dạ thương, bố không dám thương. Ôi chứ sao? Mà muốn thì... Nhưng muốn sao? Bố muốn quá đi Tư Đồ ơi. À nếu ông Hậu muốn dạ. Thôi muốn bố, tôi gả liền. Tư Đồ gả? Gả liền. Dạ. Trên đã treo chỉ đỏ, dưới trong nguyên tấn nạp đại gương. Dạ. Một lại khắc ghi xương, có lẽ cho xin dân tận mặt. Dạ từ từ. Dạ. Dạ bình thân đi, bình thân đi dẹp ra. Dạ. Nghĩa tế, bình thân đi, nghĩa tế. Nghĩa tế. Đội ơn ngài. Động phòng đi. Đi đâu vậy? Dạ động phòng. Trời ơi chưa gì động phòng gì. Cho phép rồi phải động phòng chứ để lâu nó nguội. Đâu có được. Động phòng em ơi. Không, chưa. Chưa, đâu có gấp rút dữ vậy. Trời đất ơi, còn phải làm lễ thành hôn này nọ chứ. Còn phẩm bảy bẩm qua thái sư chứ. Với lại lão cũng phải hỏi coi ý gái của lão. Là vì người ta nói ép dầu ép mỡ cho ai nở ép duyên con. Dạ. Ông Hầu nợ lão chút xíu nha. Dạ. Điêu thuyền con. Dạ. Ra chờ bảo nè con. Dạ thưa cha, con ứng hầu nghe dạy. Điêu thuyền. Cá đã cắn câu rồi nghe con. Nhớ nghiệp hơn quốc còn mất là ở tay con. Điêu thuyền à. Dạ. Hôm nay ông Hầu sang đến tận Tư Dinh mà vừa rồi nó gặp con vừa lòng vừa mắt, muốn cùng con nên nghĩa vợ chồng, chẳng hay con muốn nghĩ làm sao vậy à, con? Cha. Con cha. Cha ơi. Ơi. Sao mà cha không hỏi ý của con trước mà cha vội gả con cho ông Hầu rồi. Cha thấy ông Hầu chết con rồi cha. Sao bây giờ con thấy làm sao? Con sao? Con nhất quyết. Con nhất quyết thế nào? Con nhất quyết không từ chối. Không từ chối có nghĩa là bằng lòng. Mày hơi. Vợ con bằng lòng rồi nha. Để từ từ đi vô ngủ. Từ từ Thank you.
quyền ương gần nhau, thiên tình ta đắng say.